Dính đây nè cả nhà ơi. Thôi hôm nay mình chào cả nhà nha. Chào cả nhà. Xin người dẫn cái nhà đi mà tên tiếp nha cả nhà. Hôm nay đi chiến tiếp, ngày qua chiến ngon quá. Khe này nhỏ quá cho pin tên quay. Còn xuống là ngon. Cái khe nhỏ chứ nè. Từ nãy giờ không quay dính con đầu tiên mới dám quay nè. Để luôn rồi. Quý không? Ấy, có rồi nè. Con nhỏ. Con đi. Ở đây cái kênh này có ai hay đi mò tôm không anh? Dạ. Mà có xảy không mà mày ý rồi hả? Có, đang còn cắn cái à. Bung tới à. Ta lùa lên chỗ thôi nó bắt sao? Quỷ không? Cái kia nhỏ quá, hai anh em đi không được cái gì. Gom lại từ từ quắt. Chính nữa cái nha. Ừ, ngon. Hay em. Từ nãy anh em mình cũng đi quần mấy chỗ ở nhà nhưng mà không có. Tại biết sao không? Dạ. Cái xe này nhỏ. Ừ. Mình thấy gom dưới rồi mình bắt đầu. Đâu cũng như đó hả? Ngồi xuống cái nó bít luôn rồi. Quá rã. Rồi lại như mặt rồi. Rồi. Nó rồi thả xuống dưới rồi. Làm tao chui vô trong bụng quá. Gần nhà quá. Gần cái nhà, trong cái nhà. Ơi, ơi dữ luôn. Thứ gì chịu nổi được chứ. Không, hôm nay thứ ba thứ tư vậy. Nó trời nó đất luôn, vô nữa rồi, bữa nay vô nữa rồi bà con ơi. Im ru rồi. Bữa nay chắc không trúng mà hôm qua nhưng mà chắc cũng tại vì mới mưa kiếm bữa bọt ăn rồi. Không thêm mưa mấy cái mưa ở trong cái nhà nó xỉu sâu á. Con tôm này nó đi thù lùi vô. Vô nữa rồi. Lệnh như miệng con nữa chứ nè. Con tôm này đóng rộng đèn. Đây. Để cái đấy coi. Đi cái nha. Im lại. Tới luôn. Tới luôn. Cái clip mà tôm trước đó, có mấy anh chị vô mà lệnh cũng vui lắm. Đúng rồi, đừng la lớn. La lớn là sao không có bắt nó đâu á. Cái gì vậy? Nữa cái nhà ơi. Chị ra hết, chị ra lớp. Vô. Vô. Chú. Lý không? Dạ được cũng 3-4 con rồi. Dạ. Gì dạ khen ăn cái gì? Thấy mấy bạn biết khen chạm bà cô chú nữa. Đây ra đây nè. Đấy ngồi đây hãy còn cho sáng còn xích ra cho sáng còn. Đây cái xích rồi. Lẩu cơn. Lẩu tôm hả? Chứ không ăn tôm nướng hả? Này thất thu chứ không được thu cho lắm cả nhà ơi. Không được nhiều giống như hôm qua thôi cả nhà. Nhưng mà nếu đủ ăn, đủ là món luôn á. Dư sức thôi. Bên này là... Không. 3 sao? Bên này bừa hơn. Con ơi con này bừa hơn. Con này nó đó. Nước không? Cái nhà mới tôm của anh em Vinh nè. Nước không? Còn lắm cả kilo. Còn nghe. Ơi. Chán luôn. Con cá này người ta chạy mất tiêu rồi. Trời ơi. Ở có mấy con trắng trắng nha. Nè anh lão cơm. Lão cơm hả? Lão cơm. Lão tôm. Lão cơm là con cơm. Tôm nướng không? Tôm nướng không? Lão cơm. Ok lắm. Ba hạt cốc. Thôi xịt nước đi cho nó sống cậu. Xịt nước vô. Thôi để mớ còn kinh quả cho con còn còn mớ nướng cho phải không? Ok. Bữa nay anh em Vinh quyết định là tôm Vinh mới làm clip với cả nhà. Nhưng mà bữa nay cũng không hoành tráng như bữa trước á.
nên hai anh em Vinh quyết định này đem mới về chia ra làm hai cho mấy nhóc ăn, nướng ăn thôi. Đó rồi cái hang tôm bự rồi cái nha. Này cậu mày đem hang tôm này bán đi cậu, mày kiếm thêm chút ít cậu. Mình nướng ăn tôm nhỏ mình ăn thôi được rồi. Nè, cho khoai con này nè. Con này lấy tao bịch đi. Ok. Đưa gỗ vàng đi. Ừ đúng rồi, cái đầu gái mới vậy nè. Đây. Đó, làm đi. Con bắt nó đi. Vô. Ba hang cành gắn ăn nổi không? Mà. Ba gắn ăn nổi không? Không, nó gai sắp xương. Ba hang cầm đi mà. Thôi ba đang quay khen đừng có quay trò xuống bắt tôm với chú cuồng kìa. Em bắt được không? Đó, có bắt đi cho kẹp con ngu. Có cái càng siêu to mới luôn này, con với chị hai bắp nướng mới này anh hai bên ngoài. Rồi bây giờ ạ. Rồi mai cái nhà nha. Rồi con vợ trước đi. Về tắm đi. Rồi sao mới tên này bà hai muốn ăn cái gì? Lẩu cơm. Lẩu tôm hả? Thôi nướng đi. Nhưng mà hai hết ăn lẩu. Thích ăn lẩu. Ăn lẩu có ăn nước lẩu không? Có ha. Nước lẩu là hai ấm bún. Ờ. Rồi hai sẽ hành nó cá. Rồi ăn mì gói được không? Ăn lẩu mì lố mì. Thôi để đi con, để coi chừng nó nhảy ra. Mấy con tôm của bên bây giờ bên núm còn mới liên giáo về cái nhà nướng cho ba mẹ con đó chứ. Hồi chiều này anh em bên quyết định đi mò mà hên được trúng được, anh em bên cũng bán như bữa trước cái nhà kiếm làm cái món khác nhưng mà không thất thu. Chiều Cường hứa chở nhóc với vợ đi chơi á nên Cường về rồi, anh em bên chia đứa mấy con về nướng cho mấy bà vợ ăn. Ủa cho hai bà vợ ăn, mấy bà vợ đã chết luôn. Vợ bên đang làm miếng muối tiêu với cái nhà. Em làm cái gì vậy? Em đập gì vậy? Em đập kiến. Cái hậu tường kiến không à? Ủa sao ngộ vậy? Đẩy kính quá mà. Mà nó chưa vô cái tâm, nó mới tới cái vòng mà. Nè. Nó tới cái nắp hủ hả? Mình nhắm miếng than, nướng mấy con tôm. Tối nay ba với chú Cường ăn rồi. Mấy đứa nhóc không ăn nên khiếu nại rồi nên chia cho hai đứa nhóc. Nãy anh nghe Bắp nói không? Dạ không? Bắp nói hồi tối anh thấy ba ăn ngon quá mà con chưa được ăn. Hồi sáng nó xem liếm với nhà với lúc đó ngủ mất tiêu rồi. Tối đó, bắp bị đau dạ dày nữa, đau bụng nữa nên mẹ đi chợ đi khám á. Rồi về đây cũng đâu dám ăn đâu. Đau bụng nữa, tôm này Bình cũng không dám cho ăn. Trời ơi, nó cũng búng luôn. Giờ làm sao cho nó nằm im đằng nướng đây. Giờ Bình vớt nó ra ngoài. Đây. Cái này hai mẹ con, ba mẹ con chắc no, ba đen chắc là ngon rồi. Nướng cho mấy mẹ con nữa thôi cả nhà. Đây. Cường cũng y như vậy luôn. Mấy con này không biết hạ xuống trống không đây. Còn trống chết à. Rồi cho vô luôn. Nướng cả nhà. Để mình nướng than giống như bên ăn không bà. Sao nó ít lẹ bà. Wow. Một con chó bự. Hay quá hả? Đã luôn hả? Khen mình con ăn con tôm nó là khen no luôn á. Không thì hôm qua có mẹ có một con tôm mà Khen kêu mẹ chùa đó. Thì đó. Giờ ba làm tôm mới cho Khen ăn luôn. Nè biết ba làm cái hộp gì không nè? Cái hộp gì đâu, nói với nghe coi. Cái hộp bột cơ. Hộp bột cơ. Là cái hộp. Nướng đúng kiểu mà khét giống như em luôn á. Anh nhúm trong đây là nướng nhiều. Ba có nhiều ba đây em để đợi đi vợ không cần thở à. Để cho nó vàng luôn mà anh. Cuối năm trời lạnh lạnh mà đứng nướng gì cũng hơi khó cái hàng ấm ấm chứ bộ. Có hơi khó ba nè, ba mới tám trận giờ ba hơi khó rồi. Hơi khó cái mùi khó nghe cái quen luôn à. Hồi trước thấy hơi hôi chứ giờ thấy thơm ha, cái hương vị. Dạ để đi nó vàng một bên rồi vợ đi thở. Xịt. Má trời quá đất. Trời. Giờ bên nóng quá rồi. Giờ bên tỏ luôn rồi nha. Rồi. Rớt con hay gì vậy? Chứ ăn cơm nhỏ rồi. Nhỏ, trái trái về mới ngon đúng không? Đúng rồi. Hồi đó mà tôm mà xỏ vô cộng lá dừa anh. Tép mà. Tép á, xỏ vô cộng lá dừa á, cái đốt cái vỏ dừa lên. Trời ơi.
Khang ơi, cắm đầu Khang ơi. Chơi kỳ vậy. Đó, chưa. Bữa nay hấp dẫn hơn. Thơm quá. Bữa nay tôm nhỏ hơn của anh đi cùng hồi tối này rồi. Thì rồi nướng tôm kia nướng là anh cũng dành nữa. Thì nóng nè. Dành tôi. Anh em bên An thì nướng lửa than cho nóng rồi. Con đi bơi rồi. Còn mấy đứa nhóc ăn nóng không được đó nha. Nên nướng vậy nè, hơi gấp ghê. Đây là chín chưa? Em không biết. Nó cái đu nó chưa đụng đầu. Tôm luộc nướng khác, tôm luộc khác gì hay vậy? Đó, kìa dọn chén kìa. Mẹ đó. Thơm á. Này quét miếng muối ớt lên hả anh? Không. Quét miếng muối ớt lên nó lộ dính ngoài cái da, em lột da em ăn hết như vậy nè. Ừ. Đó nhớ không? Kêu lên kêu tôm nướng muối ớt hả? Nhưng muối ớt có lột ở ngoài không mà lột vỏ tầng. Tôm muối ớt là chỉ ăn. Trời anh dọn chén ra trời kìa. Ăn mà ăn luôn cái cắn ăn á, chứ mà lột vỏ cũng như không. Chín không bà? Chỉnh. Tao chín nha. Để lắm ba mày con tối nay không nhét gì đó. Thôi. Không được, mà. Không được. Rồi con đó để xíu nữa đi. Đúng rồi, đây nè. Con tôm này bên nướng theo kiểu này luôn nè cả nhà. Sợ thơm sâu quá, sâu luôn. Bao chín luôn á. Này thì nó ăn nó sẽ cứng hơn nha cả nhà, nhưng mà nó sẽ thơm hơn. Nó thơm cái mùi khét khét á. Ồ, cục gạch nó sôi nè. Đúng rồi. Đúng rồi, đúng rồi, không có ăn tôm được nha. Rồi, lên bếp. Đây nè, Trang ơi. Nè, tấm kẹp luôn nè. Chịu quá, chịu quá. Lùm bùi, bà con này xé ra nè. Bấm phải mở bà cô chú ơi. Bà con cứu của anh. Con mà mẹ lấy con nè. Khang giúp con này hả? Dạ mời cả nhà cùng ăn tôm. Không, lấy con này nè. À, gần chị hai cho em đi chị hai. À, nha, nha, bà hay nè. Bắp. Bà hay bắp bò lên nè. Khang này làm cái bà. Rồi, rồi, đó làm lại coi. Đây mẹ cái đậy tiêu đi. Đây mẹ lột cho. Con muốn tự lột hả? Chút nó nguội rồi con tự lột. Rồi mẹ mẹ lột trước cho con một con ăn trước đi. Nè. Hay lột vừa. Em chảy nước miếng. Giống con chả nó húp nước miếng kìa. Nè, hết bữa nha. Con không lột vỏ ở dưới hả? Nóng. Dao. Dao. Đây con tay. Nhon. Thấy chưa? Thấy nó nóng không? Mẹ lột còn nóng mà sao bắp lột được. Thôi nguội đi rồi bắp tự lột. Yeah. Ok. Con lột con tôm này nè. Rút cái đầu vào luôn đi em. Rồi con nó ăn sao? Ôi, ôi đưa cho bắp một cái. Gạch. Gạch này cái nha. Đây. Con gái. Nè bắp. Nè con chấm muối tiêu rồi. Cảm ơn mẹ. Con cảm ơn mẹ. Đó, hai đứa ăn. Ủa? Đi. Cho con cái chén lại. Con hứng hả? Dạ. Nè ăn đi nè. Ừ, cảm ơn Thang. Đía lắm cả nhà. Rồi lọc nguyên con đi em. Rồi chút xíu mình ăn cái đầu sao. Rồi ăn cho ngon đi. Nóng. Mời ba ăn. Rồi cảm ơn con gái. Đây nè, thay cho Thang con nhỏ nè. Rồi thơm quá. Thơm quá ba một con ơi. Chú Cường ở nhà ăn canh chua húp gọt gọt ở nhà rồi. Ba đứa mình ăn hơi cô. Để bé bắp nó. Bé bắp với Khang nó đòi hồi tối á nha. Thôi, cà chấm cắn cái cho ba Huyền coi. Chấm, dứt. Review, review, review. Rồi sao, cảm giác của con sao? Đã hẹp chưa con? Đã hẹp. Tối đau bụng đâu ăn được. Với lại xem clip của ba sáng hẹp. Rồi, con tay sao rồi? Ngon. Dạ. Nè, lo hết lô bư nha ba. Rồi, chấm cái đuôi lại coi. Chấm không? Không, không, không chấm.
Thôi mẹ ăn đi, tới mẹ ăn con đi. Thôi lía lía luôn ba. Hai con rồi. Con này nhỏ nè con. Khang là Khang thích ăn mấy con nhỏ vậy á ông bà cô chú. À, cắn cắn không em rút cái đầu đi cho con đi em rồi cho con lột. Không chịu. Khang thích tự mần vậy đó. Khang lớn rồi hả Khang? Con đứa dòm miệng ba đứa ăn. Hồi sáng này ba đứa dòm miệng. Ba đứa coi clip dòm miệng. Hai con tôm bự bóp ăn cái đầu. Hả? Bóp ăn cái đầu con tôm bự á, thơm lắm, bèo, béo. Hay nó là có gạch không ba? Chắc có gạch, gạch ấy á. Gạch nè. Thôi coi Khang nè cái nha. Khang với bắp thích tự làm. Ồ, gạch. Nè, bắp. Dạ. Thôi, mẹ. Hả? Con này cho ba đi. Thôi con ăn đi, ba hôm qua ba ăn nhiều rồi. Hôm qua ba với chú Cường ăn rồi, nay có mấy con để dành cho ba mẹ con á. Đúng rồi, đúng rồi. Ba không ăn đâu. Ăn cho ngon. Nhưng mà con. Hôm nay á thì hôm qua á anh ăn giống như bên ăn á là cái thịt nó mềm nó ngọt. Còn bữa nay ăn cái gì thơm của con tôm rất là nhiều so với hôm qua. Thì mình nướng nó vàng hơn, nó cháy cái da nó sẽ thơm hơn. Hôm qua anh em bên nướng cho vừa chín thôi cả nhà, ăn nó ngọt lắm, nó mềm lắm. Con vàng ăn nó hơi cũng ngọt luôn. Nhưng mà nó sẽ cứng và nó thơm hơn cái hôm qua bị nướng. Với lại hai đứa nhỏ ăn bằng nướng kỹ à. Chút không? Ừ, đúng rồi, đúng rồi. Đây, cho con nè. Con nhỏ. Hết con nhỏ rồi con này là nhỏ nhất rồi nè. Con nhỏ nào? Rồi, con bắt đi, con bắt con nhỏ nhất đi. Ôm ba hay. Mày lột cái đầu giùm con nha. Ba hay lột. Rồi. Cả nhà. Cái gạch này nó gạch gì đâu. Nó chưa có đặt lại ha. Ừ. Bắp ơi, cho con miếng gạch này. Mẹ chấm cho. Con ăn gạch đi, mẹ ăn cũng dưới cho. Mẹ cắn đi, cắn đi. Cảm ơn mẹ. Bắp khoái gạch lắm mà cô chú. Khang cũng khoái nữa. Khang cũng khoái nữa hả? Vậy em chút có gạch mẹ ướt Khang nha. Con tay tôi kìa. Nha. Rồi mẹ bẻ cái đầu tao bự ra mẹ ăn cái đó. Ôi cho mẹ không ăn đi, mẹ cứ từ từ ăn xong rồi mẹ bẻ. Anh kêu cái em bỏ liền luôn á. Anh lấy bỏ lên nữa. Cái mẹ lọc cho. Con thân. Con ngon quá. Trời biết chuyện qua con cũng đau bụng á nên ba không có làm nhiều được. Ba cũng thấy tiếc quá. Ăn uống ăn nha. Tôm nữa ba. Hồi sáng này bắp nó viết thư cho ba với chú Cường nó cả nhà. Tặng cô sô cô la. Sô cô la mà bắp không chổi cuối tuần cô thưởng đó nha. Bắp viết thơ bắp nè. Đẩy ra đi rồi chà. Nè. Ôi, cái mùi. Chắc ngon lắm á. Nè ba. Hay hay hay. Nè nó dính rồi. Rồi chứ chứ ba rửa. Thì cái ăn rồi. Ôi ôi. Ừ, lao đi con. Lao con cắm thì nấu được. Mày hỏi cho bắp nha. Dây lao lao mà. Ồ, lao đi con. Gì dính mũi con. Thôi bắp cầm bắp hỏi ăn đi. Ăn cái này đi rồi mẹ lột tiếp cho. Rồi đây mẹ lột con nhỏ cho Khang nha. Nè, giờ hai ăn ba con rồi mới. Rồi sao? Rồi Khang lột với con nói Khang tiếp đi. Rồi Khang muốn gì? Nè con này có gạch nè, Khang muốn ăn không? Không. Khang ăn miếng gạch nào bé không? Ừ. Rồi con ăn đi, con ăn đi. Gạch ngon quá. Cái này chạy miếng. Nè, nè bố con cái miếng gà gì nè. Ừ. Đúng rồi, lọt vậy đó. Hay quá ta. Hay cánh của mình nữa. Ừ. Cánh nó không có bị. Thôi mình. Con hỏi là con cũng giả nước miếng nữa. Trong lúc đợi ngủ đây. Mình nè anh. Cảm ơn Khang. Ba. À, cảm ơn em. Đó giờ ăn miếng đỡ ấy thôi. Đỡ em. có gì nha nha trong miệng đỡ nuốt nước miếng thôi mà. Không bao cô chú còn phải mặt nó chăm chú hay gì nè mà cô chú. Nó làm gì cũng tập trung. Hấp, hấp cái gậy, hấp cái gậy. Gì con? Đúng ba. Rồi đây mẹ lột tiếp cho rồi con cắn thịt con ăn.
cứng quá lột. Mẹ sợ con cái tay con lột không ấy á. Cứng lắm. Cái vỏ này con này nó bự á. Có cơ bắp nữa hay lột mình nè. Ủa thằng có cơ bắp hả? Ba nướng cơm bao chín luôn. Con này hồi nãy để lại xa nướng thêm khúc nữa mà. Tại vì con nó bự. Ừ. Ôi. Ba nhìn cái thịt sớ thịt mẹ, đó nè. Mẹ cắn cái đi, chia mấy mày con thôi, ăn. Cho bắp ăn cho ngon đi. Hai bắp còn cái đầu nữa mà, hai mẹ ăn cái đầu đi. Rồi mẹ ăn cái bầu. Dạ. Chút còn hai cái càng. Hai càng của Khang. Đứa một cái. Đứa không Khang. Búng. 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 Là hai ăn cái nồi nè. Ừ. Cái thịt đó cũng dài lắm nha. Ừ, em khoái ăn cái thịt cây khúc này nè. Ừ, dài lắm. Ừ. Con cũng thích. Con cũng thích hả? Hết rồi cục vàng. Con kiếm gì? Con thích. Không muốn ăn con nữa. Không muốn ăn con nữa hả? Nhưng mà giờ hết rồi. Thì hai đứa còn cắn cái nè. Không, không muốn ăn cái kìm. Ok. Gắp luôn cây đi nó cất. Ô, con nhỏ khi ăn hết rồi. Sao nha. Nên hai anh con hứa 10 là bánh nè. Dạ. Rồi bây giờ ăn ngon rồi, cảm ơn ai. Cảm ơn ai? Cảm ơn ba. Dạ ai? Dạ mẹ. Chú Cường nữa, chú Cường đi bắt nữa. Ba đứa nhận thấy không? Cảm ơn. Hai cảm ơn. Rồi Khang cảm ơn đứa đây. Hai cảm ơn Cành à. Cảm ơn ba và chú Cường đã bắt tôm cho con. Không, cảm ơn Cành à. Dạ okay, thôi, Khang bye bye, mời cô chú đi. Bye bye ông bà cô chú. Khang cả, bye bye. Bye bye bà cô chú. Hai bye bye ông bà cô chú. Đúng rồi. Cúc này cho hai bé ăn nè. Tạm biệt cả nhà. Cúc này cho hai bé ăn nè. Ăn gì con?